Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý vị anh chị em đã trở lại với cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang. Và hôm nay không có gì vui hơn, chân quý hơn là em Sáng được giới thiệu review một trong những siêu phẩm, một tác phẩm đồ gỗ nội thất nằm trong quần thể nội thất nhà Minh. Và trước mắt quý vị, đây là một trong những sản phẩm tác phẩm đồ gỗ nội thất vô cùng cao cấp, có tên gọi là ghế Minh Đế hay còn gọi là Hoàng Công Nghỉ. Và một bộ sản phẩm này được cơ sở bên em làm trên nền tảng chất liệu gỗ Hương Lào. Như quý vị anh chị em đã biết, đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang sản xuất rất nhiều các dòng sản phẩm nội thất, đặc biệt là mẫu ghế Minh Đế. Ví dụ như gỗ chắc, gỗ xưa, gỗ cẩm lai, gỗ mun, gỗ xưa Nam Mỹ. Và trước mắt quý vị, đây là một bộ sản phẩm Minh Đế nền trên nền tảng chất liệu gỗ Hương Lào, quý vị anh chị em ạ. Với nền tảng gỗ Hương Lào này được cơ sở bên em làm cho thị trường Trung Quốc, xuất sang thị trường Trung Quốc rất nhiều, phải nói là rất nhiều. 10 năm nay rồi, thị trường Trung Quốc luôn luôn yêu quý những dòng sản phẩm bằng chất liệu gỗ Hương Lào như thế này. Và hai bộ sản phẩm này được cơ sở bên em làm, đó là gì? Trên nền tảng là hàng tháo lắp để tiện cho việc vận chuyển xuất hàng, quý vị anh chị em ạ. Và em sẽ review chi tiết để anh chị em có thể hiểu nhiều hơn về dòng sản phẩm này, về chất liệu gỗ cũng như để anh chị em biết được cái hàng tháo lắp như nào. Và đặc biệt bộ Minh Đế này được cơ sở bên em làm có dáng rất đẹp, quý vị anh chị em ạ. Cân đối, cân kiện. Nếu mà để nói về ghế Minh Đế thì anh chị em phải biết là nhất dáng nhì ra. Cái dáng nó vô cùng quan trọng, đó là yếu tố số 1. Cái thứ hai chất liệu gỗ, cái thứ ba chất liệu hàng ngang, và cái thứ tư đó là cách hoàn thiện đồ. Đấy là những yếu tố vô cùng quan trọng để tạo lên những siêu phẩm đồ gỗ. Và đây quý vị anh chị em thấy này, bộ sản phẩm này chất liệu gỗ Hương Lào, thì gỗ Hương Lào thì nó cũng có rất nhiều màu anh chị em ạ. Ví dụ bộ sản phẩm này chất liệu gỗ Hương Lào, nhưng màu này là màu vàng chanh đấy. Màu này, bộ này là bộ sản phẩm này màu vàng chanh này anh chị em này. Tại sao em Sáng lại hay nói về yếu tố màu như thế? Bởi vì một sản phẩm đồ gỗ nội thất chân thực là một bộ sản phẩm phải thể hiện được cái tính chân thật của nó. Ví dụ như màu là phải màu chân thật của gỗ, không có pha trộn, đánh bóng hay mông má. Còn đây là một bộ sản phẩm Minh Đế chất liệu gỗ Hương Lào, như màu này đó là màu cam, màu hồng, quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì để nói về những sản phẩm như này, cùng một chất liệu gỗ Hương Lào nhưng cái màu đã khác nhau rồi, thì những yếu tố màu khác nhau này là do quá trình những người thợ như em phải mua gỗ, pha phôi, lựa gỗ làm sao để lên một cái sản phẩm có tông màu nó phải đều nhau, quý vị anh chị em ạ. Em quay chi tiết vào đây để anh chị em có thể cảm nhận này. Ví dụ bộ sản phẩm này Minh Đế đấy, được cơ sở bên em vách chữ C, bộ kia vách chữ S đấy. Đặc biệt này, đầu tay này đục rất đẹp, quý vị anh chị em ạ. Đấy, dáng Minh Đế bên em làm thách vừa phải, vô cùng tuyệt vời. Đấy, thách 68 phân, đó là một trong những yếu tố, một trong những tiêu chuẩn để lên một bộ sản phẩm đẹp. Hàng toàn bộ hàng tháo lắp này, nếu quý vị anh chị em yêu thương, em Sáng chỉ gắn keo thôi. Đây, hàng tháo lắp anh chị em nhìn thấy này, đây toàn bộ này. Đấy, ví dụ đường mọng này này, đấy, em phải quay bên này anh chị em nhìn thấy này. Mọng này, mọng thủng này, có mọng kẹp này, hàng để ngơi này, để cái hàng như này là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng, nó thể hiện được trình độ người thợ anh chị em ạ. Trình độ người thợ sống này anh chị em, từ trên xuống dưới này, đấy, sống trên so với đế này phải thẳng tắp như thế này. Đấy, đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để tạo nên một bộ sản phẩm đẹp. Đây, gầm của ghế đấy anh chị em này, trong ngoài này anh chị em cảm nhận này. Đấy, trong ngoài bén tít này, thang đợ này, có chạy hết hết anh chị em nhé. Đấy, thì anh chị em thích tháo lắp em sẽ làm tháo lắp, còn anh chị em thích hoàn thiện em sẽ hoàn thiện, chỉ vừa gắn keo lên và hoàn thiện lên một bộ sản phẩm như này. Thì để hoàn thiện một bộ sản phẩm chất liệu gỗ Hương Lào thì có rất nhiều cách, thường thường là phun PU, hai là đánh sáp ong. Thì anh chị em thích chọn kiểu nào thì bên em sẽ làm kiểu đó. Kiểu nào cũng được, như làm phải hoàn thiện phải kỹ, quý vị anh chị em ạ. Đây, còn bộ này là vách chữ C, vách chữ S này, quý vị anh chị em thấy này. Đối với dòng sản phẩm gỗ Hương Lào, bên em làm vách một miếng anh chị em nhé. Đây, em quay nghiêng anh chị em thử cảm nhận này. Vách một miếng. Thường thường những dòng sản phẩm ví dụ như gỗ chắc, gỗ cẩm lai thì bên em làm là cái cột vách này so với cái ván đây là mình lồng vào nhau. Còn đây là bên em vách một miếng và đục CNC. Đấy. Thì cái hàng này bên em là vẫn chưa hoàn thiện đâu. Đây là hàng mộc em giới thiệu để quý vị anh chị em cảm nhận được. Đấy, là nó là như thế này. Khi mình đục xuống thì nó nổi lên cái bông hoa ở giữa. Chi tiết rất nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng để tạo lên một sản phẩm đẹp, quý vị anh chị em ạ. Đây, dáng ghế Minh Đế thì anh chị em ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Để nói về cái công năng sử dụng cũng như là cái tính chất của sản phẩm thì không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được cái vẻ đẹp sang trọng, lịch lãm cũng như là tính kế thừa của sản phẩm cho tới hàng ngàn năm nay rồi. Minh Đế là một trong những mẫu ghế, để nói về những bộ ba, không bộ nào có thể vượt qua được bộ Minh Đế. Đấy là em Sáng xin thưa như vậy. Tất cả những người đã chơi những dòng ghế cặp ba đấy, thì Minh Đế là một trong những bộ ghế cực kỳ ấn tượng.
Và nếu quý vị anh chị em có cái căn phòng rộng hơn, quý vị anh chị em có thể sử dụng những bộ minh đế 8 món, 10 món để chúng ta kê ở không gian phòng khách, phòng trà. Nó rất tuyệt vời quý vị anh chị em ạ. Đây, anh chị em cảm nhận này. Đấy, em sáng thiên gõ lên anh chị em nhìn thấy này, hàng này. Đây, em quay chi tiết này. Hàng nhá, gõ bằng tay luôn anh chị em này. Đây, đấy. Đây, em xin thưa này. Em gõ này anh chị em cảm nhận này. Đấy, đây là hai cái tàu này. Đấy, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây, lỗ mọng này anh chị em cảm nhận này. Đấy, cái vai rất nhỏ thôi, tròn đều. Nhưng mà chi tiết những lỗ mọng như này thì anh chị em biết được là cái trình độ thợ làm như nào rồi. Đây, toàn bộ là có khóa hết, hét kẹt, kẹp hết anh chị em ạ. Đấy, toàn bộ làm những chi tiết này thì bên em bằng làm bằng máy tàu anh chị em ạ. Toán 100% cái lao lắp vào cái lao được. Đây, anh chị em cảm nhận này. Đây, em xin nhấc lên này. Đấy, đấy, anh chị em đấy này. Cực kỳ, cực kỳ VIP luôn. Phải nói là như vậy. Lỗ mọng này, đấy, lỗ mọng có hét hết nhé quý vị anh chị em nhé. Đây là bằng trên, còn bằng dưới cũng như vậy thôi. Để anh chị em biết được những sản phẩm chất lượng như này không phải là một sớm một chiều. Đây là đòi hỏi cái trình độ người thợ làm phải chuyên sâu. Đấy, cả cả đế này anh chị em cảm nhận này. Đế này, đế cũng phải thủng nhá. Đấy, đế thủng. Và đế dưới đục rất dẻo, anh chị em cảm nhận này. Đấy, thì cái sản phẩm tháo lắp là như vậy. Đấy, thì tháo lắp ra đẹp như này rồi thì hoàn thiện thì thực ra nó vấn đề đơn giản thôi. Công việc chỉ còn bô keo, vam và hoàn thiện trả khách. Và rất mong những sản phẩm nội thất đồ gỗ đẹp như này tại khu vực làng nghề đồ gỗ Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Linh. Và em sáng xin nói lại này, với cái xã Hương Mạc bên em ấy là một trong những cái xã làm chuyên sâu về đồ gỗ nội thất phục vụ thị trường Trung Quốc. Xã Hương Lạc bao gồm Phù Khê, Kim Thiều, Me, Mấc. Đấy, đấy là một trong những cái lôi làm nên rất nhiều các sản phẩm đồ gỗ đẹp để phục vụ thị trường Trung Quốc. Và cũng là một cơ duyên, em sáng rất mong những sản phẩm như thế này được phục vụ quý vị anh chị em, những người khách cực kỳ kỹ tính, hiểu sâu về dòng minh đế quý vị anh chị em ạ. Và rất mong quý vị anh chị em có điều kiện tới tận nhà em sáng tham quan xưởng, tham quan anh em thợ thuyền làm, thì chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện, những cái nội dung xoay quanh về những bộ ghế như thế này. Và không riêng gì những sản phẩm về nội thất nhà Minh, tất cả những dòng sản phẩm nội thất gỗ quý em sáng đều tư vấn và làm cho các bác. Thì rất mong các bác đăng ký kênh Đồ Gỗ Sáng Trang để chúng ta sớm nhận được những sản phẩm, những tác phẩm đồ gỗ mới nhất từ cơ sở bên em. Thì một lần nữa chào thân ái, rất mong quý vị anh chị em luôn luôn quan tâm đồng hành cùng chúng em